Những ngày đầu tháng 3, khi dịch bệnh bùng phát, cả nước thực hiện quy định giãn cách xã hội. Đó cũng là lúc những đoàn viên thanh niên cán bộ trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh thức trắng đêm để cùng các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu thực hiện quy trình công nghệ điện phân nước Invirolite. Đây là quá trình điện phân dung dịch muối ăn NACL di chuyển qua điện cực được thiết kế đặc biệt để tạo ra dung dịch Anolite có khả năng kháng khuẩn cao, sản phẩm dùng để phun sát trùng chống lại các loại vi khuẩn và virus, khử độc sinh học, diệt khuẩn sàn nhà, phòng học, rửa tay. Trung tâm mới à, đầu tư một cái máy điện phân muối à, để mà tạo ra các cái à, các cái tạo ra cái dung dịch anolai mà nó có cái khả năng sát khuẩn cao với các cái thành phần hợp chất à, Clo ở trong đó để mà nó khử khuẩn và oxy hóa cao, thì từ đó có thể mình sử dụng cái dung dịch này để mà mình dùng cho cái vấn đề mà sử khuẩn trong cộng đồng hoặc là trong cá nhân. Bên cạnh cái dung dịch sử dụng để mà phun xịt cái không gian chung, thì với trung tâm cũng điều chế thêm những cái sản phẩm mang cái tính chất cá nhân khác như là nước xịt rửa tay. À, thì bởi vì là cái thành phần này là mình điện phân từ muối cho nên về mặt cơ bản á, là không có bỏ bất kỳ một phụ gia hóa chất vào trong cái 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 thành phần này cho nên là nó cơ bản là nó an toàn với cái nồng độ mình pha loãng ra À, thì nó có thể là sử dụng được cho nhiều cái mục đích. thì à, với cái vấn đề làm cái sản phẩm phun sịch à, cá nhân thì mọi người có thể mang theo à, để khi mà đi ra ngoài thì có thể là sử dụng cái sản phẩm đó để mà khử khuẩn ở những cái khung cái không gian nhỏ à, mà mình thường hay à, tiếp xúc ví dụ như là bàn ghế hay là khi mình đi lên xe đi taxi vân vân thì những cái nơi nào mà mình thấy khả năng tay chân mình có thể chạm vào thì mình có thể khử khuẩn bằng những cái bình xịt uh, cá nhân hàng trăm ngàn lít dung dịch sát khuẩn được triển khai đến các điểm nóng đang thực hiện cách ly để thực hiện diệt phun khử khuẩn nhiều cơ sở đoàn nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố đã liên hệ với trung tâm để nhận dung dịch về khử khuẩn cho đơn vị của mình sử dụng nhằm khử khuẩn hạn chế lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng rồi ngay sau đó từ thực tiễn tình hình dịch bệnh hàng loạt sáng tạo do tuổi trẻ thành phố được triển khai thực hiện được ứng dụng giao thực tiễn để hỗ trợ công tác phòng dịch đó là buồn khử khuẩn di động dụng cụ cầm tay diệt khuẩn máy đo thân nhiệt tự động máy rửa tay tự động nhắc nhở hay là các bồn rửa tay dành cho học sinh mở khóa nước bằng chân để hạn chế tiếp xúc tay trong quá trình sử dụng điểm chung của những sáng tạo này là khử khuẩn nhanh chóng toàn thân số lượng người được khử khuẩn lớn, dễ dàng tháo lắp, vận chuyển, sử dụng tự động dễ dàng. Trước đây thì chỉ có cái cách phòng ngừa là mình đeo khẩu trang và cái rửa tay thường xuyên. Thì anh em cán bộ huyện đoàn thấy là cần có một cái bổ sung một cái phương pháp mới thì cũng đầu tư suy nghĩ để tạo ra một cái buồng khử khuẩn. Thì cái buồng này khi mà phun dung dịch vào thì nó sẽ đảm bảo là phun khắp cơ thể con người để góp phần cái ngăn ngừa cái dịch bệnh covid 19 em thường tới đây để làm một số hoạt động công tác đoàn với lại thanh niên thì khi nghe mấy cái thông tin về cái máy khử trùng toàn thân này là em rất rất, rất thích thú thay vì mình rửa tay khô bằng nước rửa tay nước rửa tay thì mình chỉ rửa được một cái bàn tay thôi mà trong khi đó cái máy này là sẽ xử được toàn thân từ phần thân trên cho đến thân dưới là nó rất nhanh và tiện lợi. Trong phương thức tổ chức các hoạt động trước tình hình dịch bệnh, nhiều nội dung hoạt động mới được lập tức triển khai để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch bệnh của thành phố với phương châm chống dịch như chống giặc. Đó là đội hình hỗ trợ công tác nhập liệu phiếu khai y tế tại các khu cách ly tập trung do Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố quản lý, đoàn viên thanh niên tham gia sẽ được bố trí theo nhu cầu và số lượng người cách ly tại khu vực. Những tờ khai sau khi được người tham gia cách ly thực hiện khai thông tin sẽ được chuyển đến các đội để nhập điền thông tin vào mẫu chung, tạo điều kiện để quá trình theo dõi kiểm soát người cách ly và dịch bệnh thuận tiện hơn. Hai đội hình sinh viên y bác sĩ trẻ tình nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Các thành viên đã tổ chức các buổi tập quấn từ 45 đến 90 phút tại các cơ sở xã hội, máy ấm, nhà mở, khu lưu trú công nhân, trường học các cấp trên địa bàn thành phố và tập trung thực hiện tại 5 quyện ngoại thành. Những hoạt động này góp phần tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, chủ động ứng phó, góp phần bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe thanh thiếu niên, học sinh, giảng viên, cán bộ nhân viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Tham gia để uh, hỗ trợ cho cái việc đó là uh, nhập liệu ở cái khu cách ly này thì uh, đó thì em cũng có đôi chút lo lắng nhưng mà em quyết định là em đăng ký tham gia bởi vì em nghĩ đây là một cái dịp rất là tốt tại vì chính quyền cả, cả nước và riêng thành phố đang là nỗ lực hết mình trong cái việc phòng chống dịch thì mình là công dân thành phố thì mình nghĩ là mỗi cá nhân phải có cái trách nhiệm như thế nào đó để mình mình hỗ trợ vào cái công tác này đặc biệt là em là sinh viên ngành y nữa nên là cái trách nhiệm đó em nghĩ nó còn lớn hơn nữa nếu mà mình cảm thấy sợ sệt thì làm sao mình có thể giúp đỡ cho người khác để mà có thể phòng chống dịch thật là tốt các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố cũng có những phương thức tổ chức sáng tạo để đồng hành, hỗ trợ người dân đi qua dịch bệnh, như nắm được những khó khăn của người già, người khuyết tật không thuận tiện trong quá trình đi lại, trong việc thực hiện quy định phòng chống dịch và thực tế cuộc sống, cùng với tinh thần không một ai bị bỏ lại trong mùa dịch bệnh. Quận đoàn 1 đã thành lập đội thanh niên tình nguyện ứng phó với dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ người già neo đơn mua giúp nhu yếu phẩm mang đến tận nhà cho họ. Người lớn tuổi ở nhà chỉ cần một cuộc gọi nói những thứ cần mua là hàng đưa đến tận nơi các nhu yếu phẩm như gia vị gạo thuốc và còn nhiều nữa những hoạt động phong trào mà đoàn viên thanh niên thành phố đã thực hiện trong suốt thời gian qua, thể hiện sức sáng tạo, tinh thần tình nguyện giống có của đoàn viên thanh niên thành phố. Những việc làm tuy nhỏ nhưng trong giai đoạn khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, đó là những nguồn năng lượng tích cực và lan tỏa đến mọi người xung quanh, nhất là những người yếu thế để họ an tâm chấp hành những quy định về cách ly xã hội, cùng chung tay phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời đưa hình ảnh của tổ chức đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đẹp hơn gần hơn với người dân thành phố